Xin chào mọi người và đặc biệt là các cô em gái dễ thương tuổi Quý Dậu sinh năm 1993. Đây là video clip anh Ba Tử Vi chia sẻ với các em về cái tử vi của năm Canh Tý năm 2020 và vận hạn 6 tháng đầu năm đối với tuổi các em. Một trong những cái tuổi mà anh có thể nói là nằm trong top 5 của những cái tuổi phải chịu nhiều cái khó khăn sóng gió ở trong cái năm Canh Tý 2020. Vì sao? Vì cơ bản nên nhớ là các em đang nằm ở trong năm Tam Tai, đó là Tỵ, Dậu, Sửu, ba cái tuổi này sẽ chịu Tam Tai. Và năm vào các năm là 2019, 2020 và 2021 thì năm đầu là những người tuổi Tỵ đã phải chịu cái gọi Tam Tai năm nặng. Bây giờ đến người tuổi Dậu, năm tới là của người tuổi Sửu. Tuy là nói là như vậy nhưng mà nên nhớ là 3 năm này nó đều nặng, nhưng mà cái năm này nó nặng hơn hai cái năm còn lại thôi, chứ không phải là mình Tam Tai năm nặng là mình phải chịu nặng thôi, chứ còn trước đó không có. Thì các em đã cảm nhận thấy được cái năm này rồi ha, cái năm 2019 đối với tuổi các em. Hôm nay là tháng 20 tháng 10, gần hết tháng 11 rồi, thì các em cũng đã thấy rằng với cái chữ kỷ, chữ quý của năm cộng với là Tam Tai thì các em gặp rất là nhiều phiền toái ha. Nào là tình cảm, gia đạo, thị phi, thậm chí là công việc, với những cái khó khăn rất là trời ơi đất hỏi đối với người mà Quý Dậu ở trong năm nay. Thì qua tìm hiểu, qua các đo sao, các phúc tinh và tài tinh thì thấy rằng là năm tới đối với tuổi của các em báo hiệu nó sẽ còn khó khăn hơn nữa. Khó khăn ở khía cạnh nào thì anh có thể thống kê như nè, trong Tam Tai á, thì người ta có tai ương nè, tai ách, tai nạn ha. Tai ương thì trong tai ương có tai tiếng, tức là thị phi đó ha, cho nên là nhớ cẩn thận. Vốn dĩ người chữ quý thì người ta nói là nam nhâm nữ quý, quý gì thì cũng sung sướng. Người mà nữ mạng có chữ quý thì được sướng thân, không lo nghĩ về tiền bạc. Nói các em có thể khổ tâm chuyện này chuyện kia, nhưng mà nói thật sự là chạy gạo thì không phải là người Quý Dậu phải là người chạy gạo. Tuy nhiên trong tất cả chữ quý thì Quý Dậu là tệ nhất, xui nhất ha. Thì như đã hay chọc mọi người á, không có con gì mà đại diện bằng cái con Dậu. Tại sao dục một đống đồ ăn xuống thì cũng không chịu đứng yên ăn liền đâu, phải bươi mới ăn. Cho nên là tay làm hàm nhai là một cái thường xuyên của người tuổi Dậu. Tuy nhiên là người tuổi Dậu có chữ quý thì đỡ đần hơn những cái tuổi Dậu khác một chút. Tuy nhiên là nói xét về tất cả những cái chữ quý thì mình là thua chữ quý thấp nhất, nhưng mà xét về tất cả những người tuổi Dậu độ sướng thì mình là người sướng nhất. Tuy nhiên là người Quý Dậu nói rằng là có cái chữ Dậu, người ta là thân Dậu thì thuộc kim, nhâm quý thì thuộc thủy, chứ người ta có gọi là tuổi tương sinh cho cái thiên can. Thường thì người ta nói là hanh thông ra đời nhiều người thương, nhưng mà thực ra chữ quý đối với Quý Dậu thì chỉ có chơi với con trai được thôi, chứ chơi với con gái là không được, người ta ghét lắm, đẹp mã đúng không. Lại là cái người mà được thu hút cái vẻ, có cái vẻ bề ngoài thu hút, là biết chọn thời trang, đó là cái thiên tính của mình. Mình có được những cái gọi là gì, trời phú như vậy, trời phú cho cái mã đẹp ha. Mệnh thì mệnh Long Vũ, lên Hà Long Vũ mà con gà mà, cho nên là thích đẹp tỉa tóp đồ ha. Cho nên là đi chơi thì chơi với bạn nam, chơi với con trai, ở trong công việc cũng vậy, mà ở ngoài xã hội cũng vậy, chứ chơi với bạn gái không được. Chơi bạn gái là y như rằng nó đâm sau lưng nó ghét mình, nhiều khi mình không có làm gì hết, không có gì hết, nhưng mà nó ghét mình. Tại vì đơn giản thôi, tại mình đẹp hơn nó ha. Thôi kệ, người ta ghét mình đẹp cứ đẹp đi nha các em nữ Quý Dậu. Thôi thì bây giờ mình sẽ trở lại coi cái
vấn đề chính, đó là cái tử vi của năm Canh Tý 2020, năm tam tai năm nặng ở trong cái tam tai lần này. Tuy nhiên con người là 10 năm sẽ gặp lại tam tai một lần, chứ không phải là đừng có nghe người ta nói 31 bước qua 33 bước lại gì đó, không phải. Có những người là sẽ chịu tam tai vào năm 27 cho tới năm 29, rồi có những người thì năm 34 cho tới năm 37. Cho nên là đừng có mà suy nghĩ là cứ nghe cái thuận miệng bước qua, nhiều khi đó là dành cho những cái tuổi khác. Rồi thì trở lại ha. Nếu mà tử vi của cái năm Canh Tý thì cho người tuổi Quý Dậu nữ mạng á, thì sẽ là những người sinh từ năm ngày 23 tháng 1 năm 1993 dương lịch cho đến ngày 9 tháng 2 năm 1994 dương lịch, là những người chịu sự chi phối của mệnh Quý Dậu. Có thể xem cái này là tương đối với mình khoảng cả 60-70% đối với cái tuổi của mình. Còn chi tiết vào tháng sinh, ngày sinh, giờ sinh nữa thì dĩ nhiên anh sẽ biết nhiều hơn và anh sẽ chia sẻ nhiều hơn nữa ha. Rồi, năm này là một năm Canh Tý, là năm Thổ ha. Mà người của các em á, là mạng kiếm phong kim, cái vàng trên vàng đúc thành cái kiếm đó, mà gặp năm Thổ như vậy á, là tương sinh, Thổ sinh kim, chủ tốt về tất cả mọi việc đều tốt, đặc biệt là cái sự thuận lợi về bổn mạng. Mạng mà được tương sinh thì phúc tinh và tài tinh vì thế cũng được hưởng lợi phát sáng tốt đẹp hơn, để mong là đẩy lùi một số cái vận xấu, sao xấu, đặc biệt là sao chủ của các em. Vì sao chủ của các em là sao Kê Đô, một cái gọi là phá tinh, hung tinh, đem lại rối rắm và nạn tai. Tam tai của sao Kê Đô thì không êm lắm đâu. Nếu mà anh gặp sao mà Kê Đô á, thường gặp tai nạn nè, bệnh tật, tan khó hay họa vô đơn chí. Cẩn thận đề phòng cái chuyện thị phi hay trong gia đình có chuyện không may tan chết. Đó là một cái điều mà không có được ngon lành rồi đó. Thấy cái sao với lại cái vận niên là phải mệt mệt rồi đó ha. Cẩn trọng nhất á, là vào tháng 2 và tháng 8 âm lịch của trong năm ha, tháng 2. Cuộc sống á, sẽ gặp báo hiệu sẽ gặp nhiều khó khăn trở ngại, lao đao lận đận. Nhưng mà rất may cho các em một điều là ông nội Kế Đô đó, đối với nữ người ta nói là nam La Hầu nữ Kế Đô. Kế Đô là một cái sao chủ xấu nhất cho nữ. Nhưng mà được một cái đó, là ông Kế Đô này á, là ổng là hung tinh hành thổ, mà nên nhớ là thổ sinh kim, ổng là một hung tinh hành thổ mình mệnh kim, cho nên là nó cũng không quá hung hại đối với người mệnh kim của các nàng đâu. Đỡ một tí xíu, dù thí dụ như là nếu như mà nó là người nào mà mệnh thủy á, mà gặp cái ông nội Kế Đô này á, thì mới là te tua nhiều, mới gặp cái sự khó khăn nó kinh khủng. Còn bây giờ nó đủ cá như ở trên, còn thí dụ như mình á, là mệnh kim, ổng sinh ra mình á, thì ổng đỡ đần cho mình tại tại cũng được 30-40%. Tuy vậy á, là nữ mà Quý Dậu gặp sao Kế Đô chiếu mệnh á, thì ngược lại là mang thai á, thai nghén ở trong cái năm như thế này á, thì được nhiều, sẽ được nhiều may mắn, mà không những cho mình mà nó may mắn luôn cho cả chồng con. Sinh đẻ thì thuận lợi, ăn lành tốt đẹp, đừng nghĩ Kế Đô là một cái sao xấu về cái chuyện sinh nở nha. Sao Kế Đô vậy chứ nó cũng có cái mặt tốt của nó, cái gì cũng vậy đều có tốt và xấu cả. Trong cuộc sống, trong cái tử vi á, đều có sự cân bằng. Thí dụ như là năm nay 10, cái năm nào nó cũng có 10 hết á. Thí dụ năm nay 6-7 thì nó vẫn còn tốt 3 cho nó đủ 10. Còn chứ không phải là 6-7 còn 3 nó, cái phần tốt nó dục luôn, không có. Nó phải cân bằng 5 năm nữa ha. Nó vẫn giữ ở số 10 nhưng mà đều có một cái là đen nhiều hay đỏ nhiều thôi ha.
Rồi vận niên là vận niên Cẩu cùng Phong, một trong những cái vận niên có thể nói là xấu nhất trong các vận niên. Người ta nói cái hình tượng Cẩu cùng Phong là con chó bị trúng gió độc, báo hiệu một năm nhiều sóng gió. Vốn năm 2019 năm Kỷ Hợi đã lận đận, năm 2020 này tiếp tục lo âu bởi tài lộc kém. Cuộc sống báo hiệu nhiều khó khăn, cần bình tĩnh trước thực cảnh, nếu không muốn càng nóng nảy thì càng gây thiệt hại lớn. Nếu với vận niên và sao như vậy thì ngồi im vẫn là cái gọi là, thí dụ như có tai bay và gió có gì đó thì mình chịu đựng, học chữ nhẫn. Này, nhẫn nhịn, không phải học chữ nhẫn là nhẫn tâm đâu nha, nhẫn tâm là coi chừng. Có rất là nhiều cái điều phiền toái. Các em nói như thế là có những lúc thật sự thì ở tuổi của các em mới hai mấy tuổi thì dĩ nhiên cái sự nóng nảy, cái sự bộc trực nó vẫn là ở trong ấy, không vừa lòng có thể nhảy việc, có thể này kia. Nhưng mà anh nói thật tương một điều nè, năm này, năm Canh Tý, năm Tam Tai, năm nặng của các em, có chạy đi đâu thì nó cũng vẫn là như vậy. Cho nên hãy ở nơi mình đang làm, ở những nhịn nhục mà vượt qua nó một cách ổn nhất. Còn chừng nào nhịn không nổi thì mình mới thay đổi môi trường mới thôi. Chứ còn mà mới có va chạm chút chút mà mình cái gì cái sự mà nóng nảy, vì cái tôi của mình, cái sự cứng cỏi của người mình khi mà ra đi thay đổi thì nó càng khó khăn hơn. Còn nếu đối với các em mà có dự định rằng sẽ mở mang cái này cái kia ra làm thì anh khuyên rằng nên dừng lại, hãy an phận ở trong năm này. Nói thật, nếu đúng như những gì mà anh đã trải qua thì anh nghĩ là năm này làm công ăn lương vẫn là bền vững tốt đẹp nhất. Còn muốn gì thì ra khỏi cái năm Tam Tai đi. Thí dụ năm tới là năm Dạ, năm Sửu đi, thì dù là Tam Tai nhưng mà mình có tam hợp ở địa chi tỵ dậu sửu, thì người ta gọi là tam hợp hóa Tam Tai, là có tam hợp sẽ hóa giải bớt cái phần hung hại của Tam Tai. Chứ không phải đừng có cương nóng nảy. Thật sự mà nói là đối với anh khi chia sẻ tử vi phong thủy thì thấy cái tuổi nào mà nó không được tốt đẹp thì anh hay nói nhiều, nói sâu, nói để rằng các em có được những cái nhận định tốt nhất. Thì các em có thể cương hay nhu thì tùy vào cái quyết định của các em, nhưng mà anh sẽ là cái người qua tiêu nói rằng ở phía trước rất là nhiều ổ gà, có muốn cương thì cũng cương vừa thôi, đừng cương quá, người ta đưa mình lên bác sĩ cường khổ nha. Rồi, hạn của năm là hạn Thiên Tinh, một trong những cái hạn hay đem đến rối rắm và tranh chấp. Các nàng quý dậu mà gặp nạn hay gặp hạn Thiên Tinh thì nên đề phòng kiện thưa, ra ngoài cẩn thận gặp phải tai bay và gió bất ngờ, chú ý lời ăn tiếng nói tránh thị phi. Nữ giới gặp hạn này thì đi đứng cẩn trọng, đề phòng cái bệnh phụ sản, bệnh ở khúc dưới trở xuống ha. Đó, tránh những việc mạo hiểm tính mạng của mình. Năm mọi năm thí dụ như các nàng này có lỡ có nàng nào mà thích chơi trò chơi mạo hiểm thì năm nay nên đừng có chơi ha. Tự nhiên người năm mấy năm trước chơi không sao, người ta chơi không sao, mình chơi nó gặp nạn á. Cho nên là đừng chơi trò mạo hiểm. Rồi, thiên can á của năm á là chữ Canh, chữ Quý, thì nó tính về tử vi nó không xung không hợp. Tuy nhiên là nạp âm ngũ hành của chữ Canh là Kim, chữ Quý là Thủy, cho nên là nạp âm ngũ hành của thiên can là tương sinh. Như vậy tuy là một năm có thể nói là có nhiều cái điều xấu, nhưng mà thiên can thì thường là biểu thị cho công việc, tài lộc thì vẫn có tài lộc vẫn, nhưng không quá lớn. Vì là nạp âm ngũ hành tương sinh thôi, chứ không phải là nạp là thiên can thuộc ngũ hợp, công việc vẫn phát triển mạnh, nhưng mà vẫn có tài lộc ở trong công việc. Địa chi thì Dậu Tý, Tý Ngọ Mèo Dậu nằm trong tứ hành xung, cũng là địa chi Tam Tai. Như vậy thì rất dễ xảy ra nhiều chuyện ốm đau có nè, tình cảm rối rắm có, đặc biệt là gia đạo tình cảm của mình nó sẽ hay có những cái chuyện bất ngờ, những chuyện buồn, những chuyện xáo trộn bất ngờ. Đó là cơ bản những cái tử vi có những đơn giản hiển thị bên ngoài mà mình có thể
đọc và chia sẻ với các nàng xinh đẹp và quý giàu. Thì bây giờ là mình sẽ xét xem cái phúc tinh cung mệnh của mình nó có những cái sao gì ở trong cái năm Canh Tý này. Thì mình có nghiên cứu sơ thì mình thấy rằng như này, cung đặc mệnh của các người nữ quý dậu sinh năm 1993 ở trong năm Canh Tý thì có các sao như là Thiếu Dương, Đường Phù, Hỷ Thần, Thiên Không. Thiếu Dương, Đường Phù, Hỷ Thần, đây là ba cái phúc tinh. Năm nay là cung đặc mệnh của mình có khá nhiều cái phúc tinh ha, với Đường Phù, Hỷ Thần thì sẽ có chuyện vui dù là năm tam tai. Đặc biệt năm nay nếu có Hỷ Thần, đường Thiếu Dương, Đường Phù, Hỷ Thần thì đây là bộ sao nói về cái mệnh có thể là cưới sinh thuận lợi, sẽ có tình cảm tốt đẹp ở trong cái năm này. Thậm chí là có Đường Phù với Hỷ Thần, Đường Phù đi trước Hỷ Thần thì vẫn có cái niềm vui. Tuy nhiên là bị Thiên Không ở chán án ngữ ở phía sau thì làm cho cái việc bên cạnh những cái việc vui phải cẩn thận những cái công việc mà liên quan đến giấy tờ, cẩn thận người ta gài mình, cho nên ký tá cái gì thì đọc kỹ, xem kỹ với Thiên Không như thế này. Cung xung chiếu thì có các sao Long Đức, Mộc Dục, Đà La nhưng bị triệt đè ở phía sau. Có thể nói ha, Long Đức là một phúc tinh, tuy nhiên Mộc Dục, Đà La thì không phải là phúc tinh, là một trong những cái phá tinh. Đặc biệt là Mộc Dục với người mệnh kim nó có tác hại khá lớn, cho nên là cần cẩn trọng. Rất may cho các em là vẫn bị triệt một trong những cái ngôi sao, không có cần biết ông nào xấu, ông nào tốt, cứ gặp nó là nó sẽ cắt cái sự hung hại hay là tốt đẹp đến 50%. Hy vọng với triệt đi ở phía sau như thế này sẽ làm cho cái phần hung hại của Mộc Dục và Đà La bớt đi, tạo cho mình cái khó khăn nó không quá lớn. Cái này thì nếu như với như thế này thì phải cẩn thận về sức khỏe, không được tốt đẹp cho lắm ha. Nhưng mà dù sao thì nữa thì mình đang ở trong cái giai đoạn trẻ trung, cộng với cái việc là được năm thổ sinh kim cho nên là phần nào cũng vượt qua cái này một cách em thôi. Cung nhị hợp thì có Thái Tuế nhập hạn, Thái Tuế đi với Mộ, đây là một cái hai trong những hai cái phúc tinh. Người ta nói Thái Tuế nhập cung nhị hợp thì tai bay vạ gió, tiểu nhân dèm pha, thị phi là điều không thể tránh. Thái Tuế thì nếu như mà Thái Tuế mà nhập nằm ở trong cung mệnh thì mới là nặng nề, còn này Thái Tuế nhập ở ngoài cung nhị hợp, tức là nhị hợp là cung bên ngoài, cái mối kết hợp làm ăn đừng quá tin tưởng ai, và đặc biệt là những cái mối quan hệ làm ăn mới, bạn bè mới, tin người sẽ gây đến hậu quả không tốt đẹp, cho nên là các em nhớ cẩn thận. Cung tam hợp thì có các sao như Nguyệt Đức nè, Lâm Thao, Tiểu Hao, Tử Phụ, Kiếp Sạc, Phá Toái, Tuần, Đào Hoa, Phúc Đức, Thiên Hỷ, Dưỡng. Ôi chà ơi, toàn là một loạt những cái sao không có êm đẹp như Tử Phụ, Kiếp Sát, Phá Toái. Có họa sát thân. Nói như vậy thì để nói rằng là quý dậu sinh năm 1993 ở trong cái năm tới vẫn không có được ngon lành cho lắm, đặc biệt là không nên đi xa với cung tam hợp có kiếp sát và phá toái, làm cho mình không có được thuận lợi. Nếu như các em có đi đâu mà cũng không nên đi, thí dụ như nó thật sự, thí dụ ở trong các em đi làm ăn xa, phải nhớ cẩn thận cái bổn mạng của mình, rất là dễ lung lay. Đào hoa, tuy nhiên là rất may cho các em là đi sau Tử Phụ thì còn có Tuần.
Tuần Triệt là một trong những cái cặp và sau đó là cắt ngang 50% tất cả các cái sự hung hại hay là tốt đẹp của Sao. Thì hy vọng với Tuần đi sau, cả Nguyệt Đức, Lâm Thao, Tiểu Hao, Tử Phù, Kiếp Sát, Phá Toái này thì nó sẽ làm bớt đi cái sự xấu của tất cả các sao ở trên. Chỉ có Nguyệt Đức là được tốt đẹp, một cái sao có thể nói tốt về cái việc tình cảm, tình yêu, còn lại thì không được. Sau Tuần thì có Đào Hoa, Phúc Đức, Thiên Hỷ, Dưỡng. Thì Đào Hoa thì khỏi nói rồi, người Quý Dậu, nữ mạng, vốn dĩ đã là đa phần là mang mệnh Đào Hoa. Tại vì sao? Nó như nó nói rồi mà, biết lựa chọn bản thân, mệnh Long Vũ, cho nên là biết tỉa thót lắm, biết là cách làm đẹp, biết cách thu hút người khác. Tuy nhiên là cái người năm nay như những năm trước thì đẹp, có nhiều người nhìn ngó nhưng mà tình cảm thì không có. Hy vọng là với Đào Hoa đi trước Phúc Đức và Thiên Hỷ như thế này thì rất dễ là năm có người xin cưới hỏi, đi đến một cái tình cảm tốt đẹp đối với những nàng mà còn độc thân, những nàng mà biết tỉa tóc, thu hút người khác nhưng mà quá kén chọn, cân đo đong đếm nhiều quá, cuối cùng rồi thấy thanh xuân của mình nó đi qua nhanh lắm. Hy vọng rằng với dù là năm tam tai của năm sẽ có nhiều cái rắc rối, không có tốt đẹp, biết đâu với hỷ sự, với cái sự kết hợp về cưới sinh này kia sẽ đem đến cái may mắn tốt đẹp hơn cho các nàng đó. Như vậy thì mình đã tổng hợp xong cái phần tử vi của năm Canh Tý 2020 đối với các nàng xinh đẹp và Quý Dậu, một trong những cái tuổi mình nói là top 5 của cái sự hung hại khó khăn ở trong cái năm Canh Tý. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi đến cái tính cái vận hạn từng tháng trong 6 tháng đầu năm đối với tụi mọi người. Thì đầu tiên hết á thì phải nói tới tháng Giêng. Tháng Giêng của năm Canh Tý là tháng Mậu Dần, là một tháng thổ. Như vậy xét về trụ mạng là thổ sinh kim, bổn mạng sức khỏe rất là ok, không có vấn đề. Khi bổn mạng sức khỏe tốt, tương sinh như thế này thì phúc tinh và tài tinh nó có phát huy tác dụng của nó tốt nhất. Nên nhớ là năm của mình cũng là thổ sinh kim, bây giờ gặp tháng thổ sinh kim nữa, tốt, ok. Rồi ha, xét xem với thiên can là chữ Mậu hoặc chữ Quý. Đây là thiên can thuộc ngũ hợp, rất tốt cho công việc và tài lộc. Ngon ha, êm à. Mở đầu một tháng là được tương sinh về bổn mạng, được thiên can là ngũ hợp thì có thể nói là công việc sức khỏe chưa có vấn đề gì đâu, vẫn ok, vẫn phơi phới như những gì mà vốn dĩ của các nàng. Gặp tháng Giêng này, tháng Giêng này là tháng Tết mà các nàng ăn mặc đẹp đẽ, vốn dĩ đã đẹp rồi ha, này còn sửa soạn nữa thì chắc là nhiều vui vẻ. Rồi địa chi Dần Dậu thì tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có xung khắc nhau, như vậy thì ok, bình thường không có gì cả về mặt tình cảm gia đạo, bởi tháng này là vui vẻ. Mình nói là tháng Giêng, tháng Tết, gia đình sum họp, mọi điều vui vẻ, tốt tháng Giêng. Rồi tiếp đến đó là tháng 2. Hồi nãy mình có nói tháng 2 là tháng cẩn thận xấu nhất trong năm này với sao Kế Đô. Sao Kế Đô tháng 2 thì nó hoàn thành khá là mạnh mẽ ở trong tháng 2, cộng với vận niên vận hạn thì rõ ràng là tháng 2 nó không có tốt đẹp lắm. Với bổn mệnh thì cũng tháng 2 là tháng Kỷ Mão, một tháng thổ, như vậy thì bản mệnh được tương sinh tốt cho sức khỏe, cũng giống như tháng Giêng, ok, không có vấn đề gì về bổn mạng sức khỏe, phúc tinh tài tinh sẽ được tốt. Tuy nhiên thiên can thì chữ Kỷ của tháng sẽ khắc chữ Quý. Tháng khắc thiên can, công việc dễ gặp khó khăn, lâm vào bế tắc, cẩn trọng bị kiện thừa, cẩn trọng giấy tờ người ta gài bẫy mình, đó là một cái điều mà cẩn thận nha các bạn nha. Địa chi Mão Dậu, Tý Ngọ, Mão Dậu là thuộc nhóm lục xung, gia đạo nhiều buồn phiền âu lo, tình cảm và các mối quan hệ xã hội sẽ đem đến rắc rối. Cái việc mình nói là cái sau cái đô nó hoàn thành ở trong tháng 2 nhiều mạnh nhất thì là một cái xấu rồi. Bây giờ
cái tháng về vận niên vận hạn nó sẽ hiển thị, nó có một cái tốt thôi, hai cái xấu là thì làm sao mà không có chuyện gì này chuyện kia, nhớ cẩn thận. Hy vọng rằng với cái thổ sinh kim thì phúc tinh nó được phát huy tác dụng tốt nhất, nó sẽ phần nào khống chế bớt đi cái sự khó khăn. Nếu là các em thì cực kỳ cẩn thận ở trong cái tháng Kỷ Mão, tháng 2 âm lịch này nha. Rồi tiếp đến đó là tháng 3. Tháng 3 là tháng Canh Thìn. Tháng này là cũng là một trong những cái tháng khó khăn đối với người Quý Dậu, chứ không phải đơn giản ha. Tự nhiên sau sập hố cái thì phải bước từ từ mới lên. Xét về mạng thì tháng Canh Thìn là tháng kim, như vậy là kim đồng hành bổ mạng sức khỏe cũng không vấn đề gì, tốt đi. Các em là thanh niên mà không thua gì đâu, chút xíu này đúng không. Thiên can canh quý thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Tháng canh năm canh, mình chữ quý là nạp âm ngũ hành của canh là kim, quý là thủy, cho nên là tương sinh. Có thể tháng này là tốt trong cái việc tài lộc công việc, nó đỡ đần hơn cái tháng 2 rất rất là nhiều. Nên nhớ cái vận niên, cái vận thế của từng tháng này vẫn phải chịu sự chi phối của cái cả năm. Thí dụ như bây giờ mình tính như này, cả năm thì mình có cái điểm về tử vi, điểm tốt về tử vi đi, thì xét theo vận của em thì chắc là điểm 4, điểm 3,5 cho tới 4. Thì tháng mà thí dụ như được 7 cộng lại chia đôi nó lên trung bình. Chứ còn mà thí dụ như tháng nó cũng 3, mình 3,5 cộng lại thì nó 3, nó xui thì nó chuyện đó là bình thường thôi đúng không? Thì tháng này là chỉ là một tháng chỉ có được 5-6 điểm thôi. Thì cộng lại thì nó vẫn có khó khăn nhưng không có quá lớn đâu. Địa chi Thìn Dậu thì là thuộc nhóm lục hợp. Địa chi lục hợp thì đem đến nhiều may mắn không chỉ cho gia đạo mà còn cho các mối quan hệ tình cảm ở ngoài xã hội nữa. Như vậy tháng này sẽ có quý nhân giúp đỡ vượt qua cái khó khăn của cái tháng 2 âm lịch để lại. Hy vọng là như vậy. Được, nó thể hiện như vậy, nhưng mà mình cứ phải hy vọng rằng nó sẽ xảy đến, nó sẽ có được cái điều gì đó. Vốn dĩ của người Quý Dậu thì nó nói rồi, nữ mạng không có nhiều người nữ mà giúp đỡ đâu. Nếu có chỉ là người nam, quý nhân của mình là người nam giúp đỡ mình thôi ha. Các ngân hàng Quý Dậu nhớ cẩn thận. Rồi tiếp đến đó là tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch của năm Canh Tý là tháng Tân Tỵ, tức là tháng kim. Tháng kim như vậy mệnh cũng sẽ giống tháng 3, đồng hàng bổ mạng sức khỏe ok, không có vấn đề. Thiên can cũng giống tháng 3, vì sao? Vì tân và canh thì cùng kim, quý là thủy. Cho nên là nạp âm ngũ hành của thiên can là tương sinh. Kim sinh thủy. Còn tân với quý là không có xung không có hợp về mặt tử vi, cho nên là tiếp tục cũng giống tháng 3, có tài lộc, có chút xíu hành thông ở trong công việc. Địa chi thì tháng Tỵ gặp Dậu là thuộc nhóm tam hợp Tỵ Dậu Sửu, là dấu hiệu của nhiều may mắn không chỉ cho gia đạo tình cảm. Như vậy tháng 2 và tháng 3, tháng 3 và tháng 4 khá giống nhau về cái vận thế. Có thể nói là hai tháng này có nhiều điều tốt đẹp, có những cái mối quan hệ ok, ngon lành. Đặc biệt là đối với các nàng, hai nàng mà các nàng mà còn độc thân đang tìm kiếm tình yêu, thì hai tháng này đào hoa ở trong cái cung tam hợp sẽ hoàn thành rất mạnh, sẽ có nhiều người để ý mình, tận dụng nó đi, hốt thằng đi ha, mấy tháng sau cưới là vừa. Rồi tiếp tục là tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch của năm Canh Tý là một tháng Nhâm Ngọ. Tháng Nhâm Ngọ thì thường là thuộc mộc. Xét về mệnh, kim sẽ khắc mộc. Bản mệnh khắc tháng, bổ mạng sức khỏe cần cẩn trọng. Dù sao là bản mệnh khắc tháng thì sức khỏe của mình cũng không tốt đẹp, cho nên là nhớ cẩn thận. Thiên can Nhâm Quý thì không xung không hợp là trạng thái cận bằng tự chủ. Cả Nhâm và Quý đều thuộc nạp âm ngũ hành thủy, cho nên là không có tương khắc, không có gì cả. Cho nên công việc có thể nói không còn tốt đẹp như hai cái tháng 3 và tháng 4, nhưng không có gặp sự chống phá quá lớn. Ok, tốt. Địa chi thì không được ngon lành lắm ha. Dậu và Ngọ là thuộc tứ hành xung, Tý, Ngọ, Mèo, Dậu nằm trong tứ hành xung. Gia đạo khó tránh buồn phiền âu lo, nhưng không quá lớn
do là cái tứ hành xung nó không sát nhau. Nếu mà sát nhau nó thành lục xung rồi ha. Cho nên là Ngọ và Dậu cũng chỉ có chút buồn phiền âu lo mà thôi. Cố gắng về mặt tình cảm thì nó cũng có không được tốt đẹp cho lắm, cho nên là nhớ cẩn thận lời ăn tiếng nói. Mình năm nay với sao kê đô rất dễ đem đến thị phi ha. Rồi tháng thứ sáu âm là tháng Quý Mùi, một tiếp tục là một tháng mộc. Tháng Quý Mùi như vậy mệnh cũng là kim khắc mộc, bản mệnh khắc tháng, bổn mạng sức khỏe cần cẩn trọng. Ok, vẫn giống như tháng năm mà khá giống á. Thiên can quý và quý mùi, quý dậu là đồng hành, bộc thủy, công việc suôn sẻ, hanh thông, không có vấn đề. Ok, vẫn giống tháng năm rồi. Địa chi mùi dậu thì tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có tương khắc nhau. Nạp âm ngũ hành của mùi là thổ, dậu là kim, cho nên là ok. Tháng năm tháng sáu khá giống nhau, nhưng mà tháng sáu tốt đẹp hơn vì không phải nằm trong tứ hành xung với địa chi, cho nên gia đạo tình cảm cũng suôn sẻ. Như vậy là trong 6 tháng vận hạn của mình đã tổng hợp cho các em có những điều tích cực bên cạnh những điều khó khăn, nhất là khó khăn ở trong tháng 2. Rồi như vậy là mình đã tổng hợp xong và chia sẻ với mọi người cái tử vi cũng như là vận hạn 6 tháng đầu năm Canh Tý đối với tuổi Quý Dậu, một trong những năm cái tuổi có thể sẽ chịu nhiều khó khăn trong cái năm này với vận niên sao hạn và năm tam tài năm nặng. Hy vọng rằng những chia sẻ vừa rồi của mình sẽ là một cái hành trang nhỏ để các nàng đẹp gái Quý Dậu có thể vận dụng vào cuộc sống, mà để có được cái sự tốt đẹp hơn cho bản thân mình ở trong cái năm tam tài năm nặng năm Canh Tý 2020 này. Mọi người nếu xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người khác được biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi cũng như kênh Tử Vi và Cuộc Sống, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tử vi, phong thủy, có thể là tuổi của mình hoặc là người thân. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.